Trung Quốc khắp nơi mắc triệu chứng lạ. Đợt thanh lọc tiếp theo đang bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Thiên Tâm Linh của chúng tôi. Trong hành trình này, chúng tôi sẽ dính quý vị tình hình dân. Trung Quốc bắt đầu ghi nhận triệu chứng lạ, đặc biệt là trong Nhưng những năm gần đây, cả địa cầu đang xảy ra những biến đổi to lớn. Có nơi hạn hán khiến cây rộng khô héo, có nơi mưa to gây lũ lụt kinh hoàng thậm chí có nơi tuyết rơi ngay giữa mùa hè. Thế gian, con người cũng phải đối mặt với rất nhiều mối lo, từ chiến tranh đến dịch bệnh hoành hành khắp thế giới. Liệu đây có phải thời khắc mặt kiếp, như các dự ngôn nhắc đến, nên trời đất tự nhiên cũng không còn tĩnh lặng được nữa. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Thiên Tâm Linh. Thời gian gần đây, trên mạng liên tục xuất hiện các video của người dân Trung Quốc nói về một triệu chứng bệnh lạ đang hoành hành tại Trung Quốc. Một lần nữa khiến thế giới không khỏi hoang mang. Liệu lời tiên tri của Lưu Bá Ôn vẫn đang tiếp diễn, hay đây là lần đại thanh trừ thứ hai trong đại tiếp số của nhân loại? Dịch bệnh bùng phát mới nhất mối đe dọa với toàn cầu. Khi sắp đến tháng cuối cùng của 2023, dịch bệnh lại một lần nữa bùng phát tại Trung Quốc trên quy mô lớn. Những cái tên như viêm phổi Nicoplasma cúng, virus hợp bạo, COVID-19 vân vân đều đồng loạt xuất hiện. Rất nhiều bệnh viện nhi trên cả nước Trung Quốc quá tải đã có những trường hợp phổi trắng và tử vong. Trong đó Bắc Kinh, Thiên Tân Thượng Hải Đại Liên, Thẩm Dương vân vân là những nơi đặc biệt nghiêm trọng, có thể nói là rất khó tìm thấy giường bệnh nào trống. Điểm khác biệt lớn nhất giữa làn sóng dịch bệnh lần này với đợt dịch kéo dài hơn 3 năm trước là ngoài người trưởng thành và người lớn tuổi thì một lượng lớn trẻ em đã nhiễm bệnh. Có rất nhiều ca viêm phổi không rõ nguyên nhân, thậm chí là phổi trắng. Rất nhiều trẻ em bị nặng đến mức phải rửa phổi và một số trẻ em đã tử vong. Tuy nhiên Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn ra sức che giấu tình hình thực tế, tiếp tục trấn áp sự thật. Hôm 21 tháng 11, ông Vương Toàn Ý chuyên gia trưởng dịch tễ học, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh cho biết viêm phổi mycoplasma đã lây lan gần 3 tháng. Hiện tại các phòng khám nhi ngoại trú vẫn đang chịu áp lực rất lớn mặc dù đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố chính thức rằng người dân đang bị viêm phổi do mycoplasma, nhưng rất nhiều trẻ em lại có kết quả xét nghiệm âm tính với mycoplasma. Vì vậy không ít người nghi ngờ viêm phổi mycoplasma, virus hợp bào, vân vân chỉ là những danh từ mới do đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra để che đậy dịch bệnh. Một bác sĩ nhi khoa tại một bệnh viện ở Bắc Kinh đã bị nhiễm bệnh. Cô nói với ấn bản hoa ngữ của The Pop Cham rằng không có loại thuốc nào có hiệu quả với làn sóng lây nhiễm này tôi đã uống tất cả các loại thuốc có thể điều trị viêm phổi do michael plasma nhưng không có tác dụng vì vậy tôi nghi ngờ đây không phải là bệnh viêm phổi do cơn plasma nguồn gốc và mục đích của dịch bệnh nếu nhìn lại lịch sử nhân loại thì chúng ta sẽ phát hiện rằng đằng sau mỗi trận ôn dịch đều có những nguyên nhân gần giống nhau trong thư tịch kinh điển ở cả phương đông và phương tây đều có những miêu tả tương tự ở Trung Quốc đạo nhân Trần Đoàn từng nói trong tâm tướng thiên rằng, ôn vòng bất do vận số, mà địa chú thiên, cũng chính là nói con người bắn bổ thiên địa, thần linh nguyền rủa trời đất, đó là nguyên nhân căn bản dẫn đến ôn dịch xuất hiện. Trong các kinh điển phương Tây, ôn dịch được xem là sự trừng phạt của Chúa đối với con người. Trong kinh thánh có hơn 60 chỗ đề cập đến ôn dịch. Trong đó nêu rõ rằng, dịch bệnh là sự trừng phạt của chúa đối với những ai ruồng bỏ chúa và không tuân theo thiên ý không có ôn dịch nào xuất hiện ngẫu nhiên nói thẳng ra ôn dịch xuất hiện là do nhân tâm bại hoại đạo đức suy đồi mục đích của nó là đào thải ác nhân và trong nền văn minh lần này của chúng ta đã từng có những thời kỳ đen tối bị dịch bệnh hoành hành ví như bệnh dịch hạch ở athens bốn lần đại ôn dịch ở la mã cổ đại cái chết đen ở châu âu virus công cộng càng quét thế giới đặc điểm chung của những thời đại trước đó là đạo đức con người đã suy đồi thiện niệm mất đi những hành vi bại hoại xuất hiện khắp nơi người ta nói rằng dịch bệnh xuất hiện để đào thải những người xấu những người không xứng đáng được làm người nữa cũng là tấm gương để cảnh tỉnh thế nhân hãy làm điều tốt hành thiện tích đức chớ thuận theo dòng đạo đức trượt dốc vì báo ứng sẽ đến ngay trước mắt riêng dịch bệnh viêm phổi do virus trung cộng gây ra chúng ta cũng đều hiểu đó không phải là điều ngẫu nhiên vì sao virus lại xuất hiện từ trung quốc chúng ta biết rằng trung quốc là nơi có rất nhiều hàng giả hàng nhái nhất trên thế giới ngoài ra những thứ như thực phẩm độc hại dầu ăn tái chế từ cống rãnh nước thải hóa chất gây ung thư xuất hiện ở khắp nơi trung quốc còn được coi là công xưởng của thế giới với những món đồ giá rẻ đến kinh ngạc được xuất khẩu đi khắp nơi và giờ đây thế giới đã biết đến nguồn gốc của những món đồ đó là do những người bị bắt giam phi pháp những người tù bị lao động khổ sai từ sáng đến khuya làm ra trong số họ có những người chống tham nhũng có tín đồ cơ đốc giáo có tín đồ hồi giáo và đặc biệt là số lượng lớn các học viên pháp luân công những người này không chỉ bị tù đầy một cách phi lý mà còn đối mặt với nguy cơ bị mổ cướp nội tạng để bán kiếm tiền một tội ác được chính quyền Trung Cộng hậu thuẫn. Thế nên dịch bệnh xảy ra ở Trung Quốc, không phải là điều ngẫu nhiên mà chính là thiên ý. Qua sự kiện bi thảm này, cả thế giới hẳn đã có một cái nhìn rõ hơn về chính quyền Trung Quốc đương thời. Chỉ tiếc cho một vùng đất từng là cái nôi của nền văn minh thế giới, giờ đây lại chìm trong tan tóc. Tiên tri lưu bá ôn ứng nghiệm Đi ký Lưu Bá Ôn núi Thái Bạch đã dự ngôn chính xác, thời gian dịch viêm phổi Vũ Hán, hay còn gọi là virus Trung Cộng giáng xuống. Nhược vấn ôn dịch hà thời hiện đảng kháng chính đông. Mười Nguyệt Giang Muốn hỏi dịch bệnh khi nào đến? Hãy xem tháng 10 vào mùa đông. Câu này đã nói rõ, thời gian dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khởi đầu vào tháng 10. Thực tế thì lời tiên tri này đã ứng nghiệm chính xác, ca bệnh viêm phổi Vũ Hán đầu tiên được xác nhận phát bệnh ngày 1 tháng 12 năm 2019, thời gian ủ bệnh 714 ngày thậm chí lên đến 24 ngày, tức là mắc bệnh vào tháng 11 tức tháng 10 âm lịch. Phân tích từ dự ngôn lưu lại, người ta cho rằng Lưu Bá Ôn đã chỉ ra sẽ có 3 đợt dịch xuất hiện. Đợt đầu tiên là cảnh báo thế nhân, đợt thứ hai là lời cảnh cáo nặng hơn, và đợt thứ ba là đại đào thải là một tổ chức phản thần, Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rõ nguồn gốc của kiếp nạn. Giữa tình trạng hỗn loạn và nỗi sợ hãi về dịch bệnh không rõ nguồn gốc, dường như rất nhiều người cũng nhận thức được thảm họa sắp giáng xuống nhưng lại bối rối không biết phải làm sao. Sắp tới hướng đi của dịch bệnh sẽ như thế nào? Vì sao dịch bệnh lại tiếp tục bùng phát? Làm thế nào để tránh hung tìm cát? Trong lịch sử các vị thần đã để lại rất nhiều bài học quý giá cho con người để cảnh tỉnh giúp con người vượt qua được kiếp nạn rất nhiều những người hiểu được tai kiếp là do nhân quả báo ứng nghiệp tạo thành đã chất chồng thì thảm họa ác xảy ra tuy nhiên vẫn còn có những con người vẫn ung dung nhàn nhã họ tự trấn an bản thân rằng những dự ngôn kia chỉ là lời bịa đặt những thần tích và lời cảnh báo là sản phẩm của trí tưởng tượng khi kiếp nạn thật sự xảy đến thì tất cả đã quá muộn rồi kỳ thực đảng cộng sản trung quốc không chỉ sợ ngoại giới biết mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh mà còn sợ người dân hiểu được nguyên nhân của dịch bệnh cũng như nguồn gốc và mục đích của ôn dịch trong văn hóa truyền thống đảng cộng sản trung quốc vốn là một tổ chức phản thần nên nó hiểu dịch bệnh từ đâu đến và đến để làm gì làn sóng dịch bệnh vào cuối 2022 đã một lần nữa cho thấy tính chọn lọc rõ ràng. Sau ông Giang Trạch Dân, người cầm đầu tội ác đang áp pháp luân công, virus đã tấn công thẳng vào các đảng viên và những người nổi tiếng, ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc từ mọi tầng lớp xã hội. Những người thiệt mạng bao gồm các quan chức cao cấp của đảng Cộng sản Trung Quốc, những người nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ và các chuyên gia giáo sư, ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc vân vân. Dân gian có câu, cộng nghiệp chi hạ tất hữu, cộng tội thiên bất hàng vô vọng chi tai. Cùng tạo nghiệp thì tất cùng chịu tội, ông trời sẽ không vô lý giáng xuống tai họa. Thượng thiên từ bi đối với thế nhân. Đâu là lối thoát cho người dân Trung Quốc? Người xưa có câu con người là anh linh của vạn vật. Vì vậy thân thể con người là vô cùng quý giá người Trung Quốc lại càng trân quý hơn. Bởi người xưa có câu, nhân thân nang đắc trung thổ nang sinh. Chính pháp nang ngộ, toàn thử ba giả hạnh mạc đại yên thân. Người khó được trung thổ khó xưng chính pháp khó gặp. Nếu có được cả ba điều này, thì chính là không có may mắn nào lớn hơn. Như Galileo đã nói, chân lý luôn hàm chứa một sức mạnh. Quý vị càng muốn công kích nó thì nó lại càng vững chắc và càng chứng minh cho nó. Vậy trước tình hình dịch bệnh hoành hành, đâu là lối thoát cho người dân Trung Quốc đáng trân quý? Trong quá khứ, con người đã từng trải qua những thời khắc nguy nan và không ít lần họ có thể vượt qua nhờ thành kính ăn năn trước thần linh về những tội lỗi mình đã gây ra có thể kể đến sự kiện xảy ra 1633 trong thời kỳ chiến tranh 35. Lúc đó đại dịch cái chết đen đã quay trở lại và tàn phá châu Âu. Làng Opera Michael cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Trong làng cứ hai hộ thì có ít nhất một người tử vong, khiến dân làng vô cùng sợ hãi. Sau khi mai táng người thân và bạn bè do Linh Mục dẫn đầu, tất cả dân làng quỳ xuống ở nghĩa trang thành kính, hướng tới Chúa cầu nguyện họ đã thề với Chúa rằng nếu Chúa có thể cứu họ, thoát khỏi thảm họa của cái chết đen, họ sẽ tổ chức vở diễn. Chúa giê -xu chịu nạn 15 một lần cho đến ngày tận. Thế lời cầu xin của họ đã thực sự ứng nghiệm. Kể từ thời điểm dân làng phát lời thề ở làng Megu, không có ai gặp bất hạnh qua đời vì cái chết đen nữa. Sang năm thứ hai, làng Megu bắt đầu thực hiện lời hứa của mình họ tổ chức vở diễn Chúa Giêsu chịu nạn lần đầu tiên. Hàng trăm năm sau, làng Opera Migu vẫn luôn tuân thủ lời thề và tổ chức vở diễn này mãi cho đến ngày nay. Một thảm họa khác là ôn dịch tại La Mã cổ đại. Vì đàn áp các tín đồ cơ đốc giáo, đế chế này gần như diệt vong khi bị bốn trận đại dịch lần lượt kéo đến ngoài. Kẻ chủ mưu là những vị hoàng đế, thì việc đàn áp này nhận được đồng thuận của những người dân, ở đây họ không lên tiếng khi tín đồ của Chúa bị tra tấn và giết hại. Họ làm ngơ trước bất công và thậm chí nhiều người trong số đó còn kéo nhau đi xem cảnh các tín đồ bị giết như một hình thức giải trí. May mắn thay, những người còn sót lại đã kịp thời ăn năn, sám hối trước thần và họ nhận được sự tha thứ. Nhờ sự thức tỉnh của họ, đại ôn dịch ở La Mã đã hoàn toàn biến mất giờ đây bạn có nghe tiếng gọi từ thiên tượng? Có cảm nhận được từ bi vô lượng của thần chăng? Chúng ta đang đối mặt với những thách thức vô cùng lớn từ đợt thanh lọc lần này. Để vừa qua, hãy bắt đầu từ bên trong, từ tâm hồn của chúng ta. Hãy tu tâm, sửa tánh, sám hối và làm lành niềm Phật. Chúng ta cần nhìn vào những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhìn vào những hành động hàng ngày của chúng ta. Và điều chỉnh chúng, hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa, có tình yêu thương và sự hiểu biết cho nhau, niềm tin và lòng từ bi sẽ là những điều đồng hành giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Hãy nhớ rằng trong từ bi và lòng chúng ta ái. sẽ tìm thấy sức mạnh để cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Hãy cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực, lan tỏa những điều tốt lành và yêu thương đến mọi người xung quanh. Đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube, bấm like và chia sẻ video này để lan tỏa thông điệp đến nhiều người hơn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ học hỏi và lan tỏa tinh thần tu tập cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại